Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với các tin tức nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế mà chúng tôi mới cập nhật. Và tôi là Tuyết Mai sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Sáng nay, Hội đồng Hương Hưng Yên tại thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Đến dự Hội đồng Hương tại Hà Nội có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Đỗ Tiến sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, cùng nhiều tướng lĩnh sĩ quan quân đội, công an, lãnh đạo một số cơ quan bộ ngành trung ương là người con của quê hương Hưng Yên. Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Hà Nội có khoảng 1.800 hội viên. Những năm qua, hội luôn phát huy truyền thống văn hiến cách mạng của quê hương, nỗ lực học tập, lao động, góp công sức xây dựng thủ đô và quê hương Hưng Yên. Bên cạnh những hoạt động thăm hỏi động viên cho cuộc sống, ban liên lạc đã tập hợp được nhiều doanh nhân, nhà khoa học, tướng lĩnh, văn nghệ sĩ thành đạt, tâm huyết đóng góp công sức, kinh phí tổ chức các hoạt động ý nghĩa hướng về quê nhà như nhân đạo từ thiện, khuyến học, khuyến tài, sáng tác các tác phẩm thơ ca, ca ngợi tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đã tổ chức chúc mừng các đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên, thăng quân hàm, phân công chức vụ mới và mừng thọ các hội viên cao tuổi. Dự Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đến nay, Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 200 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội. Những năm qua, các hội viên luôn hướng về quê hương Hưng Yên với những hoạt động thiết thực, quyên góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng công trình phúc lợi dân sinh, xây dựng nông thôn mới. Mời các anh các chị ạ. Mặc dù hiệu quả kinh tế của mô hình cấy máy cao hơn so với các phương pháp gieo cấy khác, tuy vậy, đến thời điểm này, diện tích cấy máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mới chỉ đạt trên 12% tổng diện tích. Diện tích cấy máy vụ xuân 2024 ước đạt khoảng trên 2.000 ha. So với các địa phương lân cận, diện tích cấy máy của tỉnh đạt thấp. Mặc dù lúa cấy máy, ruộng lúa thông thoáng ít sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, năng suất lúa cấy máy cũng cao hơn 20% so với các phương pháp khác. Hiệu quả về công lao động, chi phí và năng suất, song việc mở rộng diện tích cấy máy không dễ thực hiện. Trong đó, trở ngại lớn nhất là sản xuất mạ khay. Các địa phương cần quy hoạch lại đồng ruộng, tích tụ ruộng đất, xây dựng các cánh đồng với phương châm một cánh đồng một giống để thuận tiện cho việc áp dụng cơ giới hóa và sản xuất. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên lần đầu tiên tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thời điểm hiện tại, ban tổ chức cuộc thi đang tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, tập huấn nhằm tuyên truyền về cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi vừa tổ chức hội thảo nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên. Tham gia hội thảo có các đại diện một số ban sở ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, một số doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các trường đại học cao đẳng trong tỉnh, tập trung thảo luận về các nội dung như khái niệm ý nghĩa, vai trò và động lực phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giới thiệu về cuộc thi và hướng dẫn đăng ký tham gia. Dù phải tranh tài với các thí sinh học trung học phổ thông chuyên trên cả nước, nhưng hai học sinh là Lê Trọng Phong, trường trung học phổ thông Nguyễn Siêu và Hoàng Hải Phong, trung học phổ thông Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên vẫn xuất sắc đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm 2024. Trong khi Trọng Phong đoạt giải nhì môn lịch sử, thì Hải Phong đoạt giải khuyến khích môn tin học. Sau khi giành giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, tài năng của cả hai được phát hiện và được triệu tập tham gia chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Không chỉ xuất sắc vượt qua các vòng loại, mà khi tranh tài với học sinh các trường trung học phổ thông chuyên cả nước, các em vẫn phát huy tốt năng lực và đoạt giải. Xin được chuyển sang các thông tin trong nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội vừa tổ chức Festival Phụ nữ Thủ đô vì Hòa bình Phát triển năm 2024 nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Tại ngày hội, có các không gian trưng bày giới thiệu văn hóa sản phẩm ẩm thực Hà Nội và các nước, diễn ra giải đi bộ Phụ nữ Thủ đô khỏe đẹp và liên hoan vũ điệu hòa bình hữu nghị với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, hội viên phụ nữ. Festival đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của phụ nữ Việt Nam, lan tỏa tinh thần đoàn kết, giao lưu, kết nối, hội nhập và phát triển giữa phụ nữ Hà Nội và phụ nữ quốc tế.
Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã kêu gọi gây quỹ ủng hộ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố vươn lên trong cuộc sống. Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng Nhật Bản để tìm hiểu xác minh vụ một công dân Việt Nam nghi bị sát hại ở Nhật Bản. Bộ Ngoại giao cho biết liên quan đến vụ việc một công dân Việt Nam được cho là bị sát hại ngày 26 tháng 2 năm 2024 tại Higashioma, Shiga, Nhật Bản. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương liên hệ các cơ quan chức năng Nhật Bản để tìm hiểu và xác minh thông tin. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra và cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một nghi phạm và đề nghị phía Nhật Bản khẩn trương điều tra rõ vụ việc, xét xử kẻ phạm tội, đồng thời xác minh nhân thân, liên hệ gia đình nạn nhân, chuẩn bị các thủ tục hậu sự theo quy định. Vào khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 3, hai ngôi nhà ở tổ 17, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội bốc cháy cuồn cuộn. Thời điểm ban đầu, chủ nhân ngôi nhà bán hàng ở tầng 1 nhưng không hay biết bị cháy ở tầng trên. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Hà Đông thông tin, ngay khi nhận được tin báo cháy, đơn vị đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Bên trong ngôi nhà có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, rổ nhựa. Trong ngôi nhà không có người bị mắc kẹt. Đến khoảng 17 giờ, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát. Công an tỉnh Sơn La vừa chủ trì phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội bóc gỡ thành công một đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, bắt 4 đối tượng thu giữ số lượng lớn ma túy. Vào hồi 5 giờ ngày 29 tháng 2 tại bến xe Văn La, quận Hà Đông, Hà Nội, các lực lượng chức năng đã tổ chức bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Duy, sinh năm 2005, trú tại thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 57.546 viên ma túy tổng hợp, khối lượng 6.215 gram, 1.993 gram ketamine, 1.940 gram ma túy đá, 18 bánh heroin, khối lượng 5,99 kg và một số vật chứng liên quan khác. Mở rộng điều tra, cơ quan công an Sơn La đã ra lệnh bắt giữ với 3 đối tượng khác là Quang Văn Hậu, sinh năm 1990, Quang Văn Hảo, sinh năm 2007 và Lành Văn Toàn, sinh năm 2007. Công chú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Trước khi bị bắt, các đối tượng đã mua bán vận chuyển chót lọt 3 lần khác với số lượng lớn ma túy. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 2 tháng 3, các máy bay của quân đội Mỹ đã tiến hành thả lô hàng viện trợ đầu tiên xuống dải Gaza, mở đầu cho đợt viện trợ nhân đạo khẩn cấp theo chỉ thị của Tổng thống Joe Biden. Ông Stein đã trình bày các bước đi cần thiết cho năm 2024 và cho rằng thế giới cần ít nhất 2,4 nghìn tỷ đô la Mỹ để có thể hiện thực hóa các cam kết đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh COP28 ở Dubai cuối năm ngoái. Trước đó tại hội nghị COP28, các lãnh đạo của gần 200 quốc gia trên thế giới đã nhất trí bắt đầu quá trình chuyển đổi sang không sử dụng nhiên liệu hóa thạch để ngăn những tác động tồi tệ nhất do biến đổi khí hậu gây ra. Trong báo cáo công bố mới đây, Viện Brookings của Mỹ nhận định Ấn Độ hiện đã chính thức xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực, thể hiện qua việc tỷ lệ giảm nghèo mạnh trong khi tiêu dùng hộ gia đình gia tăng. Trước trụ sở Nghị viện châu Âu ở thủ đô Brussels, nông dân đã thực hiện các hành động mạnh mẽ như đốt rơm, ném pháo, tăng cường tính chất quyết liệt của các cuộc biểu tình. Nông dân Bỉ cho rằng việc nhập khẩu nông sản giá rẻ làm giảm giá trị của sản phẩm nông nghiệp nội địa. Họ mong muốn Ủy ban châu Âu đưa ra các biện pháp bảo vệ hơn để giữ cho thị trường nông sản nội địa cạnh tranh và bảo vệ sản xuất nông sản tại Bỉ. Thỏa thuận xanh châu Âu buộc các quốc gia thành viên phải thực hiện quá trình chuyển đổi sinh thái, bao gồm lĩnh vực nông nghiệp, với các mục tiêu giảm sử dụng thuốc trừ sâu cũng như phát triển nông nghiệp hữu cơ và bảo vệ đa dạng sinh học. Tuy nhiên, nhiều quốc gia EU chưa đưa ra các biện pháp hỗ trợ cho nông dân khi thực hiện các quy định mới. Và điều này đã đẩy người nông dân vào tình cảnh khó khăn, tạo nên nghịch lý. Những người làm ra cái ăn cho xã hội nhưng bản thân họ lại không đủ sống. Với chủ đề Cùng nhau xây dựng tương lai, Festival Thanh niên Thế giới đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Giáo dục Sirius ở thành phố Sochi của Nga. Sự kiện dành cho giới trẻ quy mô nhất trên thế giới này quy tụ 20.000 người tham gia, trong đó có 10.000 thanh niên Nga cùng lực lượng thanh niên đến từ 188 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cơ quan dịch vụ di trú Nhật Bản sẽ cấp một loại thị thực mới có thời hạn lưu trú tối đa là 6 tháng với nhóm lao động nói trên. Đây là nhóm lao động có trình độ chuyên môn cao, làm việc tại Nhật Bản theo phương thức từ xa, tức vừa làm việc cho công ty của Nhật Bản, vừa kết hợp tham gia các hoạt động du lịch dài ngày cá nhân tại nước này.
Tuy nhiên, nhóm lao động này sẽ phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định, như mức thu nhập hàng năm tương đương 10 triệu yên, tức khoảng 68.000 đô la Mỹ trở lên, là công dân của một trong 50 quốc gia và khu vực có thỏa thuận miễn thị thực với Nhật Bản và có bảo hiểm y tế tư nhân. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.